Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunu TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 11 tháng 12 năm 2022. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, tổng hợp giá cà phê trên thế giới trong tuần này, tại sàn London, giá cà phê Robusta trong tuần có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2023, giá cà phê giảm đi 4 USD trên tấn, với mức giảm là 0,21%, số mức giao dịch là 1.884 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2023, trong tuần tăng được 18 USD trên tấn, với mức tăng là 0,98%, lên mức giao dịch là 1.864 USD trên tấn. Các mức tăng giảm vừa phải, khối lượng giao dịch thì duy trì mức trên trung bình. Còn tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica trong tuần lại có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2023, trong tuần giảm đi 4,45 sen trên pound với mức giảm là 2,74%. Số mức giao dịch cuối tuần là 158,15 sen trên pound. Ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2023, trong tuần giảm đi 4,25 sen với mức giảm là 2,6%. Số mức giao dịch là 158,95 sen trên pound. Các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch chốt tuần, giá cà phê đã giảm vừa phải, với cà phê Arabica thì giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần. Dự báo về mưa ở Brazil đã làm giảm lo ngại về vụ mùa cà phê và gây áp lực lên giá. Thưa các bạn, Tổng cục Hải quan cho biết giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 11 năm 2022 đạt mức 2.425 USD trên tấn, tăng 7,2% so với tháng 11 năm 2021. Tính chung 11 tháng năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.309 USD trên tấn, tăng 19,4% so với cùng kỳ của năm 2021. Thị trường cà phê đang có xu hướng gia tăng tiêu thụ cà phê hòa tan tại nhà. Đây là yếu tố hỗ trợ cho giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục đứng vững và không bị giảm quá sâu trong những phiên vừa qua. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê trong nước được thu mua trong khoảng 40.000 đến 41.100 đồng một kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, sáng nay khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc thu mua quanh mức là 40.000 đồng một kg. Ở khu vực huyện Di Linh, ghi nhận ở mức là 39.900 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, sáng nay khu vực huyện Cư Mờ Ga ghi nhận ở mức là 40.800 đồng một kg. Ở khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 40.700 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Iagrai ghi nhận ở mức 40.700 đồng một kg và ở khu vực huyện Chiêu Đông mức giá là 40.600 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tại thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua quanh mức là 40.800 đồng một kg và ở khu vực huyện Đắk Lấp ghi nhận ở mức là 40.700 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua quanh mức là 40.600 đồng một kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê được thu mua quanh mức 40.800 đồng một kg và ở khu vực tỉnh Bình Dương ghi nhận ở mức 41.000 đồng một kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh thu mua với mức giá là 41.100 đồng một kg. Thưa các bạn, trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các đại lý và công ty thu mua quanh mức là 41.000 đồng một kg. Về tình hình giá cà phê tươi trong nước sáng nay, ghi nhận ở các địa phương thu mua ổn định ở mức 8.400 đồng. Tới 8.800 đồng một kg. Theo đó, tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá cà phê vẫn được thu mua quanh mức 8.700 đồng tới 8.800 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum, ghi nhận quanh mức 8.600 đồng một kg. Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê tươi được thu mua quanh mức là 8.400 đồng một kg. Tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương, ghi nhận ở mức 8.700 đồng và 8.800 đồng một kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê trên kênh Phunu TV sáng nay. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.